Lời nguyền ma ám trong căn biệt thự của dòng họ đứng đầu ngành bia nước Mỹ. Nhiều hiện tượng bí ẩn được ghi nhận trong căn biệt thự, như nến tự cháy rồi tự tắt, tiếng nói thì thầm lạnh người trong hành lang. Đôi khi người ta còn thấy các linh hồn thơ thẩn đi dạo trong đêm, đặc biệt là hồn ma của Jack Le Lem, con trai thứ ba của gia đình. Gia tộc Lem hùng mạnh dường như sinh ra để đạt được những thành tựu vĩ đại. Vào buổi bình minh của thế kỷ 20, cái tên Lem đồng nghĩa với vị trí ông trùm tài chính trong ngành công nghiệp sản xuất bia. Nhưng cái chết đột ngột của đứa con cưng trong gia đình đã trở thành điềm báo về hàng loạt tai họa sắp giáng xuống gia tộc hùng mạnh này. Triều đại của dòng họ Lem bắt đầu với vị tổ phụ Johann Adam Lem. Adam từ Đức di cư đến Hoa Kỳ vào năm 1836, định cư tại St. Louis, Missouri. Tại đây ông mở một cửa hàng tạp hóa, bán giấm và bia do chính tay mình ủ lấy. Adam là một trong những người đầu tiên ở Mỹ sản xuất bia lager. Dòng bia nhẹ xứ Bay Ơn này nổi tiếng đến mức Adam quyết định thành lập nhà máy bia của riêng mình và chỉ tập trung vào việc phát triển kinh doanh. Sau khi Adam Lem qua đời vào ngày 23 tháng 8 năm 1862, con trai ông, William G. Lem, Sr., đã tiếp quản sự nghiệp gia đình. Dưới sự quản lý của William Sr., nhà máy bia ngày nào nhanh chóng phát triển thành cơ ngơi sản xuất bia lớn nhất St. Louis. Đây là thời kỳ hoàng kim của gia tộc Lem. Dòng bia đen đậm vị Falstaff, ngôi sao của họ, có thể xâm nhập vào bàn nhậu của mọi quán bar trên toàn thế giới thời bấy giờ. Đây cũng là lúc William Sr. cho xây dựng biệt thự của gia tộc Lem, tòa dinh thự nguy nga mang phong cách Victoria tráng lệ, là minh chứng rõ nhất về tiềm lực tài chính khổng lồ của ông hoàng ngành công nghiệp bia rượu Hoa Kỳ. Lời nguyền ma ám trong căn biệt thự của dòng họ đứng đầu ngành bia nước Mỹ. Nhiều hiện tượng bí ẩn được ghi nhận trong căn biệt thự, như nến tự cháy rồi tự tắt, tiếng nói thì thầm lạnh người trong hành lang. Đôi khi người ta còn thấy các linh hồn thơ thẩn đi dạo trong đêm, đặc biệt là hồn ma của Jack Le Lem, con trai thứ ba của gia đình. Gia tộc Lem hùng mạnh dường như sinh ra để đạt được những thành tựu vĩ đại. Vào buổi bình minh của thế kỷ 20, cái tên Lem đồng nghĩa với vị trí ông trùm tài chính trong ngành công nghiệp sản xuất bia. Nhưng cái chết đột ngột của đứa con cưng trong gia đình đã trở thành điềm báo về hàng loạt tai họa sắp giáng xuống gia tộc hùng mạnh này. Triều đại của dòng họ Lem bắt đầu với vị tổ phụ Johann Adam Lem. Adam từ Đức di cư đến Hoa Kỳ vào năm 1836, định cư tại St. Louis, Missouri. Tại đây ông mở một cửa hàng tạp hóa, bán giấm và bia do chính tay mình ủ lấy. Adam là một trong những người đầu tiên ở Mỹ sản xuất bia lager. Dòng bia nhẹ xứ Bay Ơn này nổi tiếng đến mức Adam quyết định thành lập nhà máy bia của riêng mình và chỉ tập trung vào việc phát triển kinh doanh. Sau khi Adam Lem qua đời vào ngày 23 tháng 8 năm 1862, con trai ông, William G. Lem, Sr., đã tiếp quản sự nghiệp gia đình. Dưới sự quản lý của William Sr., nhà máy bia ngày nào nhanh chóng phát triển thành cơ ngơi sản xuất bia lớn nhất St. Louis. Đây là thời kỳ hoàng kim của gia tộc Lem. Dòng bia đen đậm vị Falstaff, ngôi sao của họ, có thể xâm nhập vào bàn nhậu của mọi quán bar trên toàn thế giới thời bấy giờ. Đây cũng là lúc William Sr. cho xây dựng biệt thự của gia tộc Lem, tòa dinh thự nguy nga mang phong cách Victoria tráng lệ, là minh chứng rõ nhất về tiềm lực tài chính khổng lồ của ông hoàng ngành công nghiệp bia rượu Hoa Kỳ. William Sr. trở thành chủ tịch công ty, con trai cả William, Billy Jr. là phó chủ tịch, còn con trai thứ hai Louis trở thành giám sát viên nhà máy. Con trai thứ tư thông minh và tài năng, Frederick Lem, là đứa con vạn của William Sr., cậu con trai được ông yêu thương nhất, người được lựa chọn để kế thừa đế chế của ông. Nhưng ngay ở thời điểm gia tộc Lem thịnh vượng và quyền lực nhất, bi kịch đã xảy đến. Frederick, lao lực quá độ với vị trí người thừa kế, đã đột ngột qua đời sau một cơn suy tim vào ngày 12 tháng 12 năm 1901 khi mới chỉ 28 tuổi. Cái chết của Frederick đã khiến William Lem Sr. hoàn toàn suy sụp. Khi người bạn thân của ông, Frederick Pabst, chủ nhà máy bia Pabst danh tiếng, qua đời vào ngày 1 tháng 1 năm 1904, nhà tài phiệt không thể chịu đựng được hơn nữa. Vào ngày 13 tháng 2 năm 1904, William Sr. đã tự sát bằng một phát súng vào đầu trong biệt thự của gia đình Lem. Bi kịch tiếp tục xảy đến với Elsa Lem Wright, con gái út của William Lem Sr. Cuộc hôn nhân trắc trở của cô và Thomas Wright, chủ tịch một công ty kim hoàn từ lâu đã là tâm điểm của báo chí. Năm 1919,
Elsa cuối cùng đã đệ đơn ly hôn, viện chứng với những tổn thương về tinh thần và thể xác. Nhưng đôi vợ chồng dường như hòa giải ngay lập tức, họ tái hôn vào tháng 3 năm 1920. Tuy nhiên chỉ vài tuần sau đó, Elsa đã tự sát, cũng bằng súng, trong khi đang nằm trên giường tại nhà riêng, nơi cô tổ chức hôn lễ cách đấy không lâu. Trong khi đó, việc kinh doanh của gia tộc Lem cũng lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng. Nước Mỹ đang tiến dần đến thời kỳ cấm rượu, gây ảnh hưởng rất xấu tới doanh thu của họ. William Billy Lem Jr. đã tiếp quản chức vụ chủ tịch công ty sau cái chết của cha mình. Billy buộc phải đóng cửa nhà máy vào năm 1919, mổ xẻ và bán đấu giá mọi thiết bị vận hành ở mức giá rẻ mạt hơn nhiều so với giá trị ban đầu của cơ ngơi ấy. Cuộc sống cá nhân của anh cũng không kém phần biến động. Billy đồng thời phải trải qua một cuộc ly hôn cực kỳ lộn xộn và đã mất đi quyền nuôi dưỡng đứa con duy nhất của mình. Không thể chịu nổi sức ép đến từ mọi phía, Billy tự sát với một phát súng vào ngực ngay tại văn phòng của mình bên trong biệt thự nhà Lem vào ngày 29 tháng 12 năm 1922. Charles Lem là con trai thứ ba của William Lem, Sr. Charles từ bỏ việc kinh doanh bia vào năm 1917 để theo đuổi sự nghiệp trong ngành ngân hàng, nhưng sau đó chuyển về dinh thự vào năm 1929, sống cùng một chú chó và hai người hầu. Charles là viên gia đình Lem cuối cùng ở lại trong biệt thự của dòng họ, dần dần trở nên khép kín trong những năm về sau. Năm 1941, Charles đã gửi một chỉ dẫn tang lễ chi tiết cho một nhà tang lễ địa phương. Năm 1949, Charles Lem tự tử. Đầu tiên, Charles bắn chết chú chó của mình, sau đó tự kết liễu mạng sống bằng một phát súng vào đầu y như cha của mình trong biệt thự dòng họ Lem. Charles là thành viên tự sát duy nhất của gia đình để lại thư tuyệt mệnh: "Trong trường hợp tìm thấy thi thể của tôi, đừng đổ lỗi cho bất kỳ ai khác ngoài tôi." Hai người con còn lại của William Sr. cũng qua đời không lâu sau đó vì bệnh tật. Ngày nay, ngôi biệt thự của gia tộc Lem vẫn sừng sững ở thành phố St. Louis như một lời nhắc nhở lạnh lùng về tấn thảm kịch đen tối bao trùm lên dòng họ từng một thời danh vọng và quyền lực nhất nước Mỹ này. Tòa nhà lịch sử này từng được trùng tu vào những năm 1970. Đã có nhiều báo cáo của những công nhân xây dựng về những điều kỳ lạ xảy ra trong nhà, khiến nhiều người tin rằng nơi này đã bị nguyền rủa. Các công nhân luôn có cảm giác bị theo dõi, dụng cụ của họ hay biến mất một cách khó hiểu và họ thường xuyên nghe thấy những âm thanh kỳ lạ. Rất nhiều người đã rời bỏ công trường và không bao giờ trở lại. May thay, giờ đây biệt thự đã được cải tạo thành công, trở thành một địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng, một nhà hàng, khách sạn đặc biệt. Du khách nghỉ qua đêm ở dinh thự thường vì muốn tìm hiểu về gia tộc xấu số, một phần cũng vì tò mò muốn tự mình trải nghiệm những hiện tượng siêu nhiên được đồn thổi là do các linh hồn u uất còn ám ảnh ở đây gây ra. Đôi khi người ta còn thấy các linh hồn thơ thẩn đi dạo trong đêm, đặc biệt là hồn ma của Charles Lem, con trai thứ ba của gia đình, và một bóng trắng được cho là của thiếu phụ hoa oải hương, Lillian Lem, vợ cũ của Billy Lem. Đến đây, khách du lịch có thể đăng ký tham gia các gói tham quan rùng rợn gồm săn ma trong hệ thống đường hầm dưới lòng biệt thự, xem phim ma, cầu siêu và các buổi nói chuyện với linh hồn. Paul Porter, chủ nhân hiện tại của dinh thự ma ám, cho biết, đến đây, du khách thường mong đợi được trải nghiệm những hiện tượng kỳ lạ. Và thật may cho chúng tôi, hiếm khi họ phải ông nỗi thất vọng ra về.